Hello everyone, it's me, Mizu again. Today, in this video, we are going to learn about the letter D. Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, cô Dung sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ học chữ cái tiếp theo, đó là chữ cái D trong bảng chữ cái nhé. Okay, now here we go. First one, let's review. Letter C. Cat. Car. Cup. Computer. Cat. C-A-T. Cat. Car. C-A-R, car. Cup, C-U-P, cup. Computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Our lesson today, we have letter D. Letter D. Dog, dog. D-O-G, dog. Doll, doll. D-O-L-L, doll. Duck, duck. D-U-C-K, duck. Desk, sk, sk. Desk. D-E-S-K, desk. Okay, we have letter D. Dog, doll. Duck, desk. Dog. D-O-G, dog. Doll, D-O-L-L, doll. Duck, D-U-C-K, duck. Desk, D-E-S-K, desk. Trong bài học này, chúng ta sẽ có cấu trúc hỏi trả lời xem bạn nhìn thấy gì. Ta sẽ sử dụng cấu trúc What do you see? What do you see? Bạn nhìn thấy gì? I see a. Mình nhìn thấy một cái gì đó. Nào, chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời về hai bức tranh của cô Dung ở đây nhé. What do you see? I see a dog. What do you see? I see a duck. Okay. What do you see? I see a dog. What do you see? I see a duck. Sight word see. A dog. I see a dog. I have a dog. A doll. I see a doll. I have a doll. A duck. I see a duck. I have a duck. A desk. I see a desk. I have a desk. One more time. Okay. A dog. I see a dog. I have a dog. A doll. I see a doll. I have a doll. A duck. I see a duck. I have a duck. A desk. I see a desk. I have a desk. Vừa rồi cô Dung đã cùng với các bạn chúng ta cùng nhau làm quen và học về letter D. Các bạn sẽ về nhà học bài và làm bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Goodbye everyone.